đây rất là ngon. Đây là cũng có một miếng, một cái miếng gì. Tôi đang có mặt tại Hàng Kênh, đường quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Hôm nay là một bát miến như này bao tiền rồi chị? 50.000. Còn bát trộn này là bao nhiêu tiền? Bát trộn này là bao nhiêu? 40. Đây là hai bát này là 90.000. Một bát nước mắm chấm này, một bát rau sống này, ớt này, hạt tiêu này, chanh quất này, rất là ngon, rất thú vị. Em hỏi chị là một bát bánh đa như thế này là bao nhiêu tiền? 40.000 bác ạ. Một bát miến trộm như này là bao nhiêu tiền? Là 40.000. Thế là vị trí hai bát này là 80.000. Rất là rẻ và ngon tại đường Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
một bát nước mắm chấm này, một bát rau sống này, ớt này, hạt tiêu này, chanh quất này, rất là ngon, rất thú vị.